Ngược đời, cô dâu vui cười, còn chú rể gạt nước mắt, nắm chặt tay bố trong ngày cưới. Mới đây, đoạn clip ghi lại khoảnh khắc xúc động của chú rể trong ngày cưới đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Thường trong ngày cưới, người ta sẽ thấy hình ảnh những cô dâu nghẹn ngào rơi nước mắt khi phải rời xa vòng tay bố mẹ để bắt đầu một cuộc sống mới ở gia đình nhà chồng. Thế nhưng trong lễ cưới ở đoạn clip dưới đây, người ta lại bắt gặp khoảnh khắc trái ngược. Chú rể dường như quá xúc động khi cúi gằm mặt xuống, lén gạt nước mắt và ôm chặt tay bố không rời. Thấy con trai nghẹn ngào, ông bố cũng quay sang an ủi. Trong khi đó, cô dâu lại tỏ ra rất mạnh mẽ và cười rất tươi. Được biết, cô dâu tên là Thùy Dung, sinh năm 2003, còn chú rể là Mạnh Phúc, sinh năm 1995, đám cưới được tổ chức tại Mỹ Hào, Hưng Yên. Theo cô dâu chia sẻ, cặp đôi đến với nhau hoàn toàn bằng tình yêu. Còn lý do trong đám cưới chú rể có biểu cảm như vậy là vì anh làm việc xa nhà, cảm động vì vẫn có một ngày được đứng cùng bố mẹ. Với gia đình trọn vẹn chứng kiến ngày vui của mình nên anh đã không cầm được nước mắt, chứ hoàn toàn không có bất cứ một sự ép buộc hay gán nợ nào ở đây. Một số bình luận từ cư dân mạng: có vẻ như anh ấy đã nhận ra cuộc đời mình chính thức sang trang mới kể từ hôm nay. Nhìn chú rể khóc thấy tội rồi, nhìn qua ba chú rể cái mặt còn bất lực hơn, hài thì chứ. Nếu anh bị ép cưới thì hãy ra dấu hiệu SOS đi. Sao mọi người không nghĩ là chàng trai xúc động khi lấy được cô gái nhỉ? Bên cạnh đó, nhiều người cũng để lại những lời động viên, chúc chú rể sẽ sớm thích nghi được với cuộc sống mới. Còn bạn, bạn nghĩ sao về câu chuyện này? Hãy chia sẻ nhé! Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.